Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc bàn thờ Án Gian chân 12, đục dạng như ý gỗ hương đá. Các bác đi vào đây, em giới thiệu cho các bác xem các bàn thờ. Đây, trước mặt các bác đây là một con sản phẩm chiếc bàn thờ Án Gian chân 12 đây các bác nhá. Đấy. Chân 12 đây các bác. Hàng này thì em làm bằng gỗ hương đá với dạ dày là 4 phân, được đục tích rơi ngậm chữ phúc, cực kỳ là sắc nét. Đây là em đang hoàn thiện full đủ 5 lớp, 5 lần sơn cho các bác xem. Với 3 lần sơn lót, 1 lần sơn bóng và 1 lần sơn thì nó hoàn thiện được con sản phẩm như thế này. Thì chiếc bàn thờ Án Gian này thì phù hợp cho những cái gia đình nào có phòng thờ nhỏ hoặc là theo thích chiều hướng hiện đại, không thích như kiểu sập thờ hoa lá cành nhiều hay là những sập thờ to, cho những cái chung cư, những nhà phố hiện đại thì rất hợp với chiếc sập thờ này. Rất hợp với chiếc Án Gian thờ này. Thì chiếc Án Gian thờ này với thông số là chân 12, dài là 1m97, cao 1m17 và rộng 97 cm, thì nó có diện tích to như thế này. Thì cái này có thể bày được lư hương đỉnh đồng thoải mái với mặt bàn này cực kỳ kiên cố. Với khuôn tranh là dày 4 phân, khuôn tranh dày 4 phân và một ván dày 2 phân, hàng chắp hai nữa các bác nhé. Đấy. Khuôn tranh dày 4 phân, hàng lá chắp hai thì là cực kỳ chắc chắn. Với bên hông là em cũng đục tích rơi ngậm chữ phúc và bên trên là hình hai song long và một quả cầu lửa ở giữa. Đấy. Và phần cổ ở đây của nó cũng vậy, và em đục hình rơi chữ phúc cho các bác. Thì hàng này là hàng đục máy rửa tay, đây là những cái đường nét của nó sẽ được em chăm chút, nó tỉ mỉ hơn những hàng đục máy, hàng chậm trôi nổi trên thị trường thì nó chỉ có đục máy thôi và nó đưa vào hoàn thiện luôn. Đây các bác có thể xem những cái đường chỉ này thì cực kỳ là chắc chắn này. Đợi em khắc họa chắc chắn này này. Đấy. Khuôn tranh 4 phân này. Bản kính chắc chắn. Và tiếp theo đây em sẽ đưa các bác đi vòng ra mặt sau của nó để xem sự kiên cố như thế nào. Đấy. Và đây cũng chính là cái mặt sau của nó đây. Cái tiết của cái sản phẩm dây gầm, để chạm nó như thế nào, xem keo cột của họ làm sao. Đấy, các bác có thể xem một lần nữa. Hàng dây gầm của nhà em nó sẽ như thế này. Đấy. Vẫn 7 thanh xà chống đỡ, tạo nên cái cực kỳ là chắc chắn. Với những 7 thanh xà này này, các bác có thể đặt được lư hương đỉnh đồng nặng nhá, hay là những bác nào có những cái bát hương to thì vẫn có thể đặt được, hay là những cái bộ ngai cực kỳ là đẹp. Đây, khuôn tranh nó đây. Tất cả những hàng dạ này đều được em đục được ra 4 phân, 100% là hàng hương đá các bác nhá. Đấy. Keo cố được viết một cách gọi là mịn luôn, hàng hoàn thiện, hàng đẹp, không giống như cái hàng chợ ở bên ngoài kia.